Nhậm Gia Luân, Lâm Y Thần và Giàng Sao có đời sống hôn nhân cực kín tiếng, không nhắc lại tưởng độc thân. Làng giải trí xứ Trung không thiếu những cặp đôi trai tài gái sắc, nhiều người chọn cách vô bày công khai, người lại chọn cách giữ kín cho riêng mình. Dưới đây là năm sao Hoa ngữ có đời sống hôn nhân kín tiếng nhất showbiz, tưởng độc thân nhưng hóa ra lại là hoa đã có chủ. 1. Nhậm Gia Luân. Sở hữu ngoại hình điển trai trẻ trung phong độ nên nhiều khán giả đến nay vẫn cho rằng Nhậm Gia Luân còn độc thân. Tuy nhiên trên thực tế, anh chàng đã bước qua tuổi 32 và lấy vợ vào năm 2016. Ngay tại thời điểm tên tuổi bắt đầu được nhiều người biết đến nhờ vai diễn trong Đại Đường Vinh Diệu, Nhậm Gia Luân đã công bố thông tin kết hôn. Mặc dù điều này có thể khiến anh gặp rắc rối, nhưng quan trọng hơn hết, anh muốn bảo vệ người con gái mình yêu. Cô gái may mắn đó là Nhiếp Hoang. Anh và Nhiếp Hoang quen nhau từ sau bộ phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt. Khoảng thời gian về sau, anh luôn giữ kín cuộc sống gia đình hôn nhân của mình. 2. Dương Tử Sang. Dương Tử Sang được khán giả biết đến với vai diễn Trịnh Vi trong bộ phim điện ảnh Đình Đám, Gửi Tuổi Thanh Xuân. Cũng sau tác phẩm này, cô được so sánh với đàn chị Triệu Vi và được kỳ vọng sẽ là gương mặt kế thừa én nhỏ. Dù sự nghiệp đang trên đà phát triển, nhưng Dương Tử Sang lại chọn kết hôn cùng đạo diễn người Đài Loan Ngô Trung Thiên. Cặp đôi cũng không có thói quen phô bày đời sống hôn nhân của mình trên mạng xã hội. Trước cánh truyền thông, điều này khiến nhiều người lầm tưởng rằng người đẹp Tử Sang vẫn còn độc thân. Mới đây, hình ảnh của Dương Tử Sang gây chú ý khi cô xuất hiện với vòng hai to lùm lùm. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên Gửi Tuổi Thanh Xuân đang mang bầu khoảng 7 hoặc 8 tháng. 3. Dương Thước. Dương Thước được biết tới qua vai diễn Tiểu Bao Tổng trong Hoang Lạc Tụng. Vì đời sống cá nhân xuất hiện nhiều bê bối tình cảm nên nhiều khán giả cho rằng anh vẫn chưa yên bề gia thất. Thực chất, Dương Thước đã kết hôn và có hai người con, vợ là Vương Lê Văn, từng tham diễn trong bộ phim Tinh Cầu Vui Vẻ. Dương Thước sinh năm 1983, từng tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương khóa 2002 và được công nhận Thạc sĩ Nghệ thuật Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2015. Dương Thước làm đám cưới với bạn gái Vương Lê Văn vào năm 2018. Trước đó, cặp đôi đã có hai con, một trai một gái cực đáng yêu. Cư dân mạng từng mỉa mai đời sống hôn nhân kín tiếng nhưng đời sống hoang lạc bên ngoài của Dương Thước thì ai cũng biết. 4. Lâm Y Thần. Thông tin Lâm Y Thần đã kết hôn, hơn nữa chú rể không phải là Trịnh Nguyên Sướng khiến nhiều người khá bất ngờ. Vì vốn dĩ khán giả vẫn cho rằng Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng rất xứng đôi. Thực tế, nam thần người đài vẫn còn độc thân, còn Lâm Y Thần lại lựa chọn nghỉ ngơi dành thời gian cho gia đình. Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí Đài Loan, Lâm Y Thần tiết lộ sinh con là một bước ngoặt giúp cô khám phá bản thân rõ hơn. Còn giúp tôi trở nên dịu dàng hơn, có con là một điều kỳ diệu. Chồng Lâm Y Thần, doanh nhân Lâm Vu Siêu, hiện ở Mỹ điều hành doanh nghiệp riêng, hai vợ chồng do đó xa nhau. Dù không muốn mỗi người một nơi, Lâm Y Thần buộc phải chấp nhận. 5. Trần Ý Hàm. Tháng 7 năm 2018, Trần Ý Hàm gây bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với bạn trai, đạo diễn Hứa Phúc Tường. Điều này khiến nhiều người tiếc nuối vì Hứa Phúc Tường nhìn kém sắc hơn mỹ nhân Bồ Bồ Kinh Tâm. Tuy nhiên, Ý Hàm cho biết cô cảm thấy đây là người phù hợp và mang lại hạnh phúc cho cô khi anh là người tài giỏi, chí lớn. Cô nàng hiện tại cũng đã có con, đời sống gia đình kín tiếng. Nữ diễn viên nói, cô và chồng có sự đồng cảm, thấu hiểu. Tôi đã chọn lựa anh ấy, muốn sống bên anh ấy. Do đó, cả hai chúng tôi đều cố gắng hết sức để có thời gian, cơ hội bên nhau. Trong hôn nhân, cả hai phải sẵn sàng bỏ đi một chút cái tôi để có một gia đình hạnh phúc và vui vẻ. Cô cũng cho biết hơn 6 năm kết hôn, họ chưa từng cãi nhau.